Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Cha già tôn kính là ánh sáng soi đường chỉ lối đưa người Tây Nguyên cùng cả nước vượt qua muôn vàn gian khó để có được cuộc sống ấm no ngày hôm nay. Dừng núi bao tháng năm tối tăm, người Tây Nguyên đang theo lời Bác gọi, vùng lên xua tan những mây đen, cả làng buôn vân ghi sau lời Bác. Bao nhiêu ngôi sao sáng trên trời, xóa đi cho người Tây Nguyên ta. Công ơn Bác vẫn mãi khắc sâu trong trái tim của người Tây Nguyên ta. Ngàn năm vẫn ghi mãi trong lòng một tình yêu thiết tha của Bác Hồ. Người Tây Nguyên ta vẫn đi lên, dành tự do ấm no cho làng buôn. Bao nhiêu ngôi sao sáng trên trời, soi lối đi cho người Tây Nguyên ta. Công ơn Bác vẫn mãi khắc sâu trong trái tim của người Tây Nguyên ta. Nhớ mãi công ơn của Bác Hồ đã cho người vui đời vui. Công ơn bao la của Bác Hồ ngàn
ngàn năm mãi ghi trong lòng ta.